Chào các bạn, mình là Đoàn Áp Zoom. Mình đã có chia tay một chiếc Samsung cổ nhé. Đây cái đời máy này máy nước ngoài, cái thời này rất là lâu rồi mà thời đấy bên họ đã có 3G rồi đây này. Đấy. Thời này là vẫn còn chưa có camera trước nhé, vẫn chỉ là điện thoại nắp trượt thôi này. Đấy thì mình cũng không rõ là cái con này là cái điện thoại gì và sản xuất năm bao nhiêu. Nhưng mà khách này là của đó khách sưu tầm đồ cổ và họ mang qua bên mình để nhờ ăn óc sim nhé. Con này sách tay của ATT này, logo ATT này. Đấy. Thì đối với những cái dòng cổ ngày xưa này nếu không lắp sim nhá là nó sẽ không cho chúng ta làm một bất kể một cái gì cả. Đấy. Không dùng được cái tính năng gì luôn. Chỉ có gọi khẩn cấp thôi. Đấy. Tắt đi, bật lên thì nó có logo ATT 3G này. Đấy. Thì cái điện thoại này ngày xưa mình thấy có cái điểm rất hay này, đời loại này nó chưa camera trước nhá. Đấy. Chưa cam trước này. Thì thời ngày xưa người ta selfie như thế nào thì người ta sẽ phải trượt lên này. Sau đó họ thiết kế một cái như cái gương ở đây các bạn nhìn này, đấy. Thì khi nhìn vào đây camera có 1.3 thôi nhá, nhưng thời đấy chắc là cũng là kinh khủng đấy. Thì với cái camera kia nhá thì nhìn vào đây này, chúng ta sẽ nhìn được cái hình ảnh của mình bên trong và khi chụp qua camera này nó sẽ gần giống như hình ảnh mà người ta nhìn thấy đây để selfie nhá. Đấy, một cái nghĩ ra rất là hay để làm ở thời điểm ngày xưa nhá, công nghệ ngày xưa. Ok thì bên mình là Đoàn Áp Zoom nhá. Xin chào các bạn.